Hội thi trồng cây lúa khỏe với sự hợp tác của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang. Những sản phẩm lần
tốn đúng hiệu quả cao. Cao quá trời quá. Loại dịch hại nào dùng thuốc này thì cũng khỏi ngay hà. Giờ thảnh thơi bà con lại về đây, cùng chia sẻ cùng đổi trao kinh nghiệm. Trong tiếng nhạc lời ca điêu luyện, mới thấy người nông dân của ta sinh đáng ghi tự hào. Dân dương xa khắp miền xuôi miền ngược, tuyên dương những thành công mà bà con đạt được, để mọi người cùng học hỏi và làm theo. Nông nghiệp nước nhà sẽ phồn thịnh tiến mau, hiện đại hóa nông thôn sẽ trở thành hiện thực. Niềm hy vọng lạc quan trong cuộc sống, dừng bước đi lên xây trân trọng cảm ơn phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Vũ Ngọc Mai. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị quan khách, trước hết cho phép Hữu Lương xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị đại biểu, quý bà con nông dân cùng toàn thể các bạn đang đến với buổi lễ tổng kết và phát giải hội thi cùng nông dân trồng cây lúa khỏe lần thứ hai năm 2011. Kính thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2010 khi vụ lúa đông xuân 2010-2011 bước vào vụ mới, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang đã phối hợp tổ chức hội thi cùng nông dân trồng cây lúa khỏe lần thứ nhất với hai sản phẩm Grise và Sofit thành công tốt đẹp. Phát huy kết quả đạt được từ lần hội thi đầu tiên, bước vào giai đoạn giữa và cuối vụ đông xuân, tức từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 3 năm 2011, hội thi cùng nông dân trồng cây lúa khỏe lần thứ hai với hai sản phẩm Filia và Tin Super đã diễn ra sôi nổi từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần trong phần cuối chương trình phát thanh nông thôn trên làn sóng AM 610 kHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Qua hội thi này đã góp phần giúp bà con nông dân có được một vụ đông xuân thắng lợi về năng suất. Và sau một thời gian chuẩn bị, hôm nay ngày 14 tháng 4 năm 2011, tại hội trường Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang và Đài phối hợp tổ chức lễ tổng kết, trao giải và giao lưu với bà con nông dân. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Để mở đầu buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà báo Hữu Quang, trưởng ban nông thôn sẽ có đôi lời phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời nhà báo Hữu Quang. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đồng Trí, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí đại diện cho Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể bà con nông dân về tham dự buổi lễ tổng kết, phát giải và giao lưu hội thi cùng nông dân trồng cây lúa khỏe lần 2 năm 2011. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến quý vị đại biểu, chúc mừng 51 bà con nông dân có bài phát sóng hội thi và toàn thể bà con nông dân đến tham dự buổi giao lưu tổng kết và phát giải hội thi ngày hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, thưa bà con nông dân, nhằm tạo điều kiện cho bà con nông dân trao đổi kinh nghiệm để nâng cao kiến thức trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời phát huy tinh thần tự tin, sáng tạo của nông dân, phát huy hiệu quả từ hội thi cùng nông dân trồng cây lúa khỏe lần 1, Đài Tiếng Nói Dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang phối hợp tổ chức cuộc thi cùng nông dân trồng cây lúa khỏe lần 2 với hai sản phẩm Filia và Tin Super
Đây là hội thi nhằm góp phần nâng cao tinh thần sáng tạo, ham học hỏi người nông dân, nhằm thực hiện tốt nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Qua chủ đề này, cùng với kinh nghiệm sử dụng thuốc trừ bệnh đau ôn của Fidia và thuốc giúp hạt lúa mẩy sáng chắc tiên spe, hậu thi đã giúp bà con nông dân chủ động phòng trừ dịch hại, tăng sức chống chịu của cây lúa tốt hơn trong điều kiện bất lợi của môi trường, phù hợp với chủ trương ba giảm ba tăng một phải năm giảm trong quy trình trồng lúa năng suất chất lượng cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Có thể nói từ hội thi này đã đóng góp vào thắng lợi trong sản xuất vụ đông xuân năm 2010-2011 vừa qua, một vụ mùa thắng lợi cả về năng suất, giá cả ổn định, làm bà con nông dân phấn khởi hơn trong quá trình trồng cây lúa nước truyền thống của Việt Nam. Nhìn chung, các bài dự thi thể hiện tính sáng tạo và nhiều kinh nghiệm của bà con nông dân trồng cây lúa khỏe rất hấp dẫn người nghe. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chúc mừng 51 thí sinh nhà nông đã có mặt tại buổi lễ này ngày hôm nay và mong rằng sẽ có những bà con nông dân tham gia nhiều hơn nữa trong các lần thi sau. Tôi xin tuyên bố khai mạc buổi lễ tổng kết phát giải và giao lưu hội thi trồng cây lúa khỏe lần 2 với hai sản phẩm Fira và Tiên Súp Bè. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn nhà báo Hữu Quang. Kính thưa quý vị đại biểu, các anh chị và các bạn thân mến, như nhà báo Hữu Quang vừa phát biểu, với gần 200 bài gửi về dự thi của bà con nông dân, đa số đều đạt chất lượng về mặt kỹ thuật cũng như thể hiện tài năng trong các thể loại ca gỗ như là lý, hò, vè, tài tử, cải lương. Về mặt áp dụng kỹ thuật trong sản xuất thực tế được thể hiện trong bài dự thi như thế nào? Tiếp theo chương trình, Hữu Lương xin trân trọng kính mời kỹ sư Tiêu Minh Tâm, trưởng phòng chuyển giao kỹ thuật Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang, trưởng ban giám khảo sẽ có những điều nhận xét về các bài dự thi của nhà nông. Xin trân trọng kính mời kỹ sư Tiêu Minh Tâm. Thưa bà con, thì trong cái phần mà hội thi đã rút ra được ở trong những cái bài ca tiếng hát của bà con, nó có cái điều mà chúng tôi thấy rất là độc đáo là đối với Fira, bà con đưa vào một cái yếu tố rất là đặc biệt là yếu tố sớm hơn. Sớm hơn ở chỗ nào? Sớm hơn là khi phun ở cái điều kiện là chấm kim và ở đó lúa từ 2-30 ngày là bà con đã đưa vào để giải quyết cái đạo ôn. Và đây là một yếu tố rất là đặc biệt trong cái chương trình mà chúng ta rút ra được đối với bà con gần xa đồng bằng sông Cửu Long của mình. Cái thứ hai đó là chính xác hơn. Ở đây cái yếu tố chính xác được rõ ràng ở cái chỗ là đạo ôn cổ bông thì nó rất khó giải quyết. Do đó bà con đưa vào cái thế phòng thủ ở giai đoạn trước khi lúa trổ là một cái yếu tố là bà con đưa vào để mà đặc thù giải quyết. Và cái thời gian mà trước trổ nghĩa là trổ lẹt xẹt cho tới lúc trổ đều thì nó khoảng 8 ngày thôi. Thì đây là cái mốc chuẩn mà bà con cũng đưa vào trong bài hát. Do đó cái yếu tố này nó quyết định là không gãy cổ bông ở trên ruộng lúa, đặc biệt là đối với giống 6976, OM 6976. Thì chúng tôi nghĩ là đây là một cái cụ thể hóa bằng những cái thực tế để mà đưa vào trong cái bài hát mà bà con đã mang lại. Và một cái yếu tố thứ ba nữa là phối hợp hơn. Khi mà đưa vào cái hội thi là Fira và Tiên Súp E, nó là hai cái sản phẩm rời, nhưng mà trong khi bà con sáng tác thì nó lại có cái rời mà lại có cái phối hợp. Rời ở chỗ nào? Rời ở chỗ là đối với cái Fira thì bà con chọn là giai đoạn làm đồng là bà con coi là cái móc chánh, rồi tới cái giai đoạn là trước sau trổ là cái móc chính để bà con giải quyết đừng có bị đậu ôm cổ bông. Nhưng mà trong giai đoạn đó thì nó nảy sinh ra một vấn đề, đó là yếu tố cứng cây đứng lá mà Tiên Súp E bà con đưa vô và nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần ở trong cái quá trình đó, chứng tỏ rằng cái sản phẩm này ngoài trừ bệnh thì nó lại giúp cho cái cây nó tốt hơn và nó cứng cáp hơn, và như vậy nó thuận lợi để cho bông cho trái sau này tốt hơn. Và một cái phối hợp nữa đó là bà con cũng thấy là cái yếu tố mà Tiên Súp E bà con đưa vào ở giai đoạn làm đồng để giải quyết cho nó tuột lá. Tuột lá là một yếu tố mà bà con nhắc đặc biệt ở trong lần thi này. Và cái nữa là bà con nói là nó diệt đi những cái chồi vô hiệu, rất là đặc thù. Nghĩa là ngoài cái vấn đề mà giải quyết bệnh trên lem lép hạt trên bông thì bà con lại đưa vô yếu tố này. Và bà con cũng nhắc đi nhắc lại là giai đoạn cuối cùng thì đưa vào giai đoạn cuối cổ bông để cho cái khả năng chính của hạt nó tốt nhất. Và như vậy bà con
thấy là rõ ràng là trong cái mối liên kết mà khi đưa lên mà hội thi thì bà con đã phát hiện ra những cái điều mới, mà điều mới đó ở trong cái kỹ thuật thì không nói tới, nhưng mà ở ngoài đồng ruộng thì bà con đã làm rồi và đã thành công. Có nghĩa là tin súc be và phi gia ở trong trường hợp này bà con phối hợp lại và phối hợp đưa tới một cái thế cộng hưởng rất là đặc biệt, đó là ở giai đoạn làm đồng trước sau trổ và khi cứu con cái, nghĩa là không có hẳn là 3 lần phun xịt mà nó là 4 lần và thêm lần cuối cùng để nó chín tốt hơn. Thì đấy là những cái điều mà chúng tôi rút ra được ở trong cái kỹ thuật mà trong hội thi nó rút ra. Và bà con luôn luôn nhắc tới cái sự vàng sáng chắc của hạt lúa do cái tin súc be mang lại, rồi cứng cây đứng lá do tin súc be mang tới. Và bà con cũng nói lên là khi mà vàng sáng chắc thì xây đặng gạo và bán được giá hơn. Và đây là cái điều mà bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long rất là thích. Và điểm đó nó quyết định là cái này là cái điều tin dùng của bà con đối với sản phẩm này. Trong phần ca nhạc, rồi mình có cái thể loại ca nhạc, ca cổ và điệu lý. Chúng tôi nghĩ rất là hay. Hay ở chỗ bà con đem cái tâm tư của mình thể hiện qua cái lời, cái từ. Và những cái lời, cái từ nó làm cho cái sáng giá của một cái bài hát nó nổi bật lên. Mặc dù đây là một cái thể về kỹ thuật, nhưng mà thể hiện qua bài ca thành ra ở đây nó lại nổi trội lên và nó hay hơn. Và đặc biệt là dân ở An Giang thì sáng hôm nào cũng mở đài nghe để mà đón. Nhưng cái phần cuối của chương trình mình á, thì nó có cái phần là đài cái sóng nó lần lần nó giảm đi. Thành ra bà con cứ gọi điện thoại hỏi làm sao mà sóng yếu quá nghe không được. Thành ra bà con thấy là cái đó là cái nhu cầu của bà con mình, mà tại vì trong giai đoạn đó thì sóng mình yếu, thành ra bà con nghe không được. Và ở đây thì tới cái kết cuộc thì mình đã làm được cái gì, thì trong kỹ thuật là bà con đã thể hiện được cái điều 4 đúng ở trong canh tác, đưa sản phẩm vào 4 đúng để nó đỡ tốn tiền hơn, gia tăng được năng suất tốt hơn. Và bà con đưa cả canh tác vào trong bài ca, và như vậy quyết định cái thành công của tin súc be và phi gia cao nhất. Và đặc biệt là bà con không bao giờ quên cái liều kỹ thuật, đó là đối với tin súc be là cái liều 15cc trong bình xịt và phi gia là 25cc trong bình xịt. Với những lời tổng kết những cái bài ca đó thì chúng tôi mong rằng là bà con sẽ thấy được rằng là bà con của mình rất là hay, rất là giỏi. Chúc bà con nhiều dồi dào sức khỏe, và trong thời gian tới nó sẽ tiến bước với công ty, với sản phẩm mà lúa gạo mình trên đồng ruộng sẽ tốt hơn. Xin dừng lại đây, xin hết. Xin cảm ơn kỹ sư Tiêu Minh Tâm đã có những cái lời nhận xét hết sức là chân tình, cũng như là tổng kết được tất cả những cái sản phẩm về văn hóa mà của bà con nông dân viết ra. Và trong cái cuộc thi này thì ngoài cái phần tổng kết của kỹ sư Tiêu Minh Tâm thì chúng tôi xin trân trọng kính mời soạn giả Minh Thuy. Đây là một trong những soạn giả có một cái sức khỏe rất là lớn, có nghĩa là làm giám khảo từ thế kỷ 20 qua thế kỷ 21, có một cái mái tóc hết sức là bạc đẹp mà các thí sinh dự thi ở đây thường gọi ông là Kim Mao Sơn Dương Tạ Tốn. Xin dành một tràng pháo tay để chào đón soạn giả Minh Thuy sẽ có một vài nhận xét trong cái lần dự thi này. Xin trân trọng kính mời soạn giả Minh Thuy. Xin kính chào tất cả bà con. Hôm nay rất vui là gặp lại bà con. Thì tất cả bà con ở đây là những người làm nông nghiệp, trồng cây lúa. Thì vấn đề mà cái kỹ thuật canh tác rồi như thế nào đó thì kỹ sư đã nói rồi. Thì tôi chỉ nói thiên về cái phần văn nghệ. Làm ruộng, bà con làm ruộng và làm văn nghệ. Cái điều rất là mừng là bà con viết sử dụng nhiều những cái thể loại bài bắc, cũng như là những bản văn mà trong cái lĩnh vực mà đờn ca tài tử cải lương Nam Bộ đó, thì những cái thể loại đó nó đưa vào trong vấn đề kỹ thuật canh tác của mình nó rất là tốt, rất là hiệu quả. Bởi vì những cái thể loại đó nó là nhằm cái thể loại là kể chuyện đó. Kể chuyện thì có thể là nó đáp ứng được trong cái vấn đề canh tác, cái ứng dụng về mặt khoa học kỹ thuật mà các nhà khoa học đưa về cho bà con. Cái điều đó là cái điều tôi thấy là rất là tốt. Mượn một cái lời ca, một cái tiếng hát để rồi trao đổi với nhau,
rút kinh nghiệm với nhau trong vấn đề canh tác. Phải nói như thế này, mặc dù ở cái lĩnh vực không chuyên phong trào, vừa làm nông vừa làm văn nghệ, nhưng mà bà con viết rất là tốt trong vấn đề ở cái bài bản đó. Câu cú như thế nào, dần điệu như thế nào, nhịp nhàng như thế nào, dấu nhạc như thế nào, bà con viết rất là chính xác. Đó. Để chi viết chính xác như thế là để cho nghệ sĩ cũng dễ hát, người đàn cũng dễ đàn, và người nghe nó cũng sướng. Bởi vì nói gì nói với con, văn nghệ nó phải là vần điệu, bởi vì nó là vấn đề âm nhạc, rồi nhịp điệu, nhịp ngoại, nhịp nội rồi này kia trong đó. Thành ra qua những cái loạt mà dàn dựng rồi, tôi thấy là hiệu quả rất là tốt. Tôi chỉ thấy mong rằng bà con đầu tư trí tuệ vô hơn nhiều nữa, nắm bắt những cái sản phẩm của các nhà khoa học đưa về cho các công ty cổ phần bảo vệ thực vật Căn Giang, đưa về cho bà con ứng dụng tốt hơn nữa, làm cho cây lúa càng ngày càng khỏe hơn nữa, đạt năng suất cao. Thôi cuối cùng xin chúc bà con vui khỏe và tiếp tục nhiều người viết nhiều bài viết hơn nữa để đáp ứng cho cái nhu cầu canh tác của mình. Xin hết. Xin trân trọng cảm ơn soạn giả Minh Thuy. Trong hội thi của chúng ta có rất là nhiều tiểu phẩm của bà con gửi về tham dự, và để thay đổi không khí, chúng tôi xin mời quý vị hãy thưởng thức một cái tác phẩm của nhà nông ở Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Nhà nông Nguyễn Thị Dạng có sáng tác là một cái tác phẩm hết sức là dễ thương, và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần biểu diễn của hai bạn Trần Hoàng Jin và nghệ sĩ Kim Tuyến. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay. Lúa mênh mông bát ngát trên đồng ruộng mênh mông, tí 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 tí. Năm nay lúa có giá, mình bốn phân mạnh tay nên lúa tốt ghê. Chắc chắn kỳ này mình trúng đậm rồi, giàu to rồi. Ủa mà sao trên lá lúa nó có cái đốm gì trắng trắng vậy ta? Chết rồi, kia cũng có nữa. Chết rồi. Hôm qua đâu có đâu nè. Anh hai ơi, anh hai lúa ơi. Anh ơi, anh qua coi giùm ruộng của em anh hai ơi. Anh hai giúp giùm em. Anh coi nè, lúa của em có cái rớm gì trắng trắng nè anh hai. Cái này là lúa em tốt quá nên ông thần nông á, ông lọng giấu vậy mà. Ta nói cũng giống như mấy đứa con nít á, dễ thương á mà bà mụ bay lọng giấu vậy đó. Ủa vậy hả anh? Ôi, vậy mà làm em hết hồn hả? Thôi, anh nói chơi với em vậy thôi chứ ruộng em á, bốn thừa đạm nè, lại gặp tiết sương mù nên bị đạo ôn rồi đó. Bị đạo ôn? Ừ. Giờ phải làm sao bây giờ hả anh? Em phải nên phun thuốc trị ngay, không thôi á là giảm năng suất như chơi nha em. Chết rồi, đám ruộng của em. Nhưng mà phun thuốc gì anh hai chỉ em đi, nếu không á kỳ này thất mùa chắc em chết quá à anh hai ơi. Thấy em than á, anh tội nghiệp quá nên anh chỉ cho em thứ thuốc này nghe. Đó là thuốc Philia của công ty Syngenta sản xuất đó. Philia của công ty Syngenta, công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang độc quyền phân phối em. Chương trị nè, đậu ôn lá, đậu ôn cổ bông đại tài, lại giúp lúa cứng cây đứng lá, hạn chế sự đổ ngã, gia tăng năng suất và bán được giá cao nữa đó. Ê anh ơi, mua thuốc có dễ không anh, và dễ sử dụng không anh? Trời ơi, ta nói dễ lắm. Thuốc công ty cổ phần thực vật An Giang này nè, nó phân phối Philia rộng khắp hết trơn á, em đi đến đại lý nào cũng có bán hết trơn á. Còn công dụng nghe, em cứ theo nguyên tắc 4 đúc và đọc kỹ nhãn thuốc là em phun thuốc là hiệu quả ngay.
Sau phun một ngày á là em thấy là khô đậu ôm lá ngay đó. Sau phun một ngày? Ừ. Hay quá. Và vài ngày nữa là em thấy là cái lá là cứng cây đứng thẳng nữa đó. Hay dữ vậy anh. Còn cái này nữa, nếu em muốn mà tăng năng suất nha và ngăn ngừa đậu ôm cổ bông á, em nên phun 3 lần trước khi bón phân đón đồng, lúc lúa chỗ lẹt xẹt nè và lúc lúa vừa trổ xong nữa đó. Lúa vừa trổ xong. Mà với cái đà này á, mà lúa em mà bón phân Philia, ta nói là chắc chắn trúng mùa đó. Trời ơi, vậy lúa em được cứu rồi. Anh Hai hay quá à. Em cảm ơn anh. Anh Hai hay quá à. Nếu kỳ này á mà lúa của em hết bệnh đậu ôm á thì em sẽ em sẽ làm sao? Em nói đi, em sẽ làm sao? Đền anh gói thuốc, anh hút thơm trầu, hay là chúc đánh cà phê cho thêm tình gắn bó của đôi gia đình. Đền cái chi cũng là đền ơn, sao em không đền cho anh cái điều mà anh đang thích đang mê? Thì em đền cho anh Hai á thuốc hút nè. Anh không thích. Vậy em gửi chút đỉnh anh Hai uống cà phê hen. Anh không thích á? Không thích nữa. Chứ anh Hai thích cái gì? Mà anh nói cho em biết nghe, anh làm ruộng á, một mẫu lại cả chục triệu, dư giả tiền hút thuốc nè, cà phê, à mà còn sắm vàng nữa kìa. Ôi anh Hai giàu quá à, sắm vàng luôn. Anh chết rồi. Vậy em, vậy anh Hai muốn em đền anh cái gì nè? Muốn anh đền cái trời ơi, sao đến lúc này khí thế mà sủi lơ vậy trời. Đền cái gì anh Hai? Nói nào cho ngay. Dạ. Nói gần nói xa.